Chạy đấy Thanh Bình xin kính chào bà con nhé. Hôm nay chạy đến Thanh Bình ký hợp đồng với bà con gói 8 triệu. Bà con đã chuyển khoản về trạm thuế Thanh Bình. Và hôm nay chạy đến Thanh Bình sẽ đóng vào chứng này, phụ vận hợp đồng gửi cho bà con. Bà con muốn nhận tại nhà, chạy đến Thanh Bình sẽ chuyển hàng tận nhà cho bà con. Nhân tiện đây, chạy đến Thanh Bình sẽ nói rõ cho bà con một lần nữa về cách thức làm việc của chạy đến Thanh Bình đối với bà con ở xa không về thăm trại được. Thì bà con ví dụ như hôm nay chẳng hạn đi, ở đây đây nha, bà con nhìn rất rõ nhé. Ở đây hôm nay bà con đây tôi nói rất rõ bà con này. Đây nhá, bà con ký gói đồng 8 triệu, bà con gọi về trại Thế Thanh Bình, bà con ký gói đồng 8 triệu thì mỗi tháng trang trại sẽ thu mua cho bà con là 60 kg nhân với giá 135.000 một kg đó. Bà sau khi bà con chuyển khoản về trại Thế Thanh Bình sẽ ký vào hợp đồng. Đây ví dụ đây, còn thấy chưa nào, đây chữ ký của trại Thanh Bình nhé, chữ ký bằng tay đàng hoàng bà con nhé, chứ không phải là bằng cái dấu mộc 150-200 nghìn đấy, ai cũng làm được, cái gì cũng làm được hết đấy. Đóng phập vào cái đưa cho bà con, trại Thanh Bình uy tín đàng hoàng, có chữ ký đàng hoàng đó, chữ ký bằng tay đàng hoàng. Rồi hôm nay là ngày 28/4/2024, bà con ký đồng 8 triệu. Sau khi bà con chuyển khoản về trại Thế Thanh Bình xong thì trại Thế Thanh Bình sẽ ký vào hợp đồng. Đây chữ ký của tôi đây, và thế đó, ký bằng tay nhé đồng hoàng bà con nhé. Đó tôi nhắc lại như thế, ký bằng tay nào đi đi đó, có chữ ký chứ không phải cái mộc chập về chập cái loại 150-90 nghìn một cái ai cũng làm được đó. Thì khi bà con nói thì bắt đầu là chuyển nói chuyện kia, con trại Thế Thanh Bình ký bằng tay đồng hoàng con rất rõ này, nhìn này đó. Bà con chuyển khoản về 8 triệu rồi, trại Thanh Bình sẽ tích vào gói đồng 8 triệu. Đó, mỗi tháng trại Thanh Bình thu mua cho 60 cân. Đây là bản hợp đồng của trại Thanh Bình. Nhân với giá 135.000 một cân, gói 10 triệu 80 cân, gói 20 triệu là 1 tạ 3, gói 30 triệu là 1 tạ 7, vân vân. Còn nhiều nữa, khi bà con làm trại Thanh Bình sẽ cho con biết xem bản hợp đồng. Và bản hợp đồng trại Thanh Bình đã được đăng ở trên kênh YouTube rồi, trại Thanh Bình rồi bà con xem. Đó. Và đây một cái điều rất là bà con này. Đó, đây nhá. Đấy. Nhắc lại một lần nữa cho bà con cách thức làm việc với những người bà con ở xa không về thăm trại để đỡ tiền xe, còn bà con về thăm trại được rất là ok. À đó, cơ sở đây bà con biết rồi, đây là cơ sở 1. Rất nhiều bà con về đây rồi, bà con thấy các tỉnh đúng được về rồi. Đấy nhá. Và ký hợp gói hợp đồng nào thì bà con chuyển khoản về gói hợp đồng đấy. Sau đó trại Thế Thanh Bình sẽ ký vào bản hợp đồng. Bà con muốn nhận chứng tại nhà thì cho được trại Thanh Bình địa chỉ, chúng sẽ gửi tại nhà. Sau khi bà con nuôi thành phẩm, bà con gửi lên xe về cho trại Thế Thanh Bình. Và trại Thanh Bình có một bàn duy nhất thôi. Đó. Còn kỹ thuật thì trại Thanh Bình nhắc đi nhắc lại bà con rất nhiều lần rồi. Trại Thế Thanh Bình và bà con cùng nuôi hướng dẫn trực tiếp cho bà con. Đó, bằng cách gửi video Zalo hoặc là qua Messenger. Sau đó hai bên tương tác với nhau và trại Thế Thanh Bình sẽ tương tác thường xuyên bà con. Bà con thấy là cái sản lượng nhập về trại Thế Thanh Bình hàng ngày lớn như thế nào thì bà con biết là bà con chăn nuôi thành công như thế nào và trại Thế Thanh Bình hỗ trợ bà con tốt như thế nào. Đó thì bà con theo dõi bà con biết rồi. Đó, hôm nay trại Thế Thanh Bình gửi hợp đồng và có 8 triệu cho bà con. Đó, đây. Và người luôn luôn đóng hàng cho bà con đó là tôi. Đó, luôn luôn là người đóng hàng cho bà con. Đấy, đây nhé, và bản đồng sẽ đóng vào đây. Đây, bản hợp đồng sẽ đóng như thế này. Đó, và sẽ đóng cùng với chứng khi bà con nhận bản hợp đồng. Và chứng đây, bà con sẽ giữ bản hợp đồng này, có chữ ký bằng tay của trại Thế Thanh Bình. Đây, rất rõ ràng đây nhé, bà con nhìn, từ tay bà con thấy chưa này. Rõ ràng chưa bà con, thấy chưa. Đó, ngày tháng đầy đủ, chữ ký bằng tay đồng hoàng đó. Sau đó sau khi chạy xe bà con sẽ chuyển chạy mình sẽ cho vào đây đó. Và đóng cùng với này chứng đây và đây cho bà con, và sau đó bà con nhận và con giữ bản hợp đồng này, và cứ thế bà con nhập hàng về cho trại Thế Thanh Bình đó. Trại Thế Thanh Bình nhắc lại một lần nữa này, cách thức làm việc đối với bà con ở xa không về thăm trại được, ký hợp đồng với Trại Thế Thanh Bình thì thứ nhất ký hợp đồng nào thì bà con chuyển khoản về trại Thế Thanh Bình hợp đồng đấy. Sau đó rồi bà con trại Thế Thanh Bình sẽ ký vào bản hợp đồng
cắm cùng với trứng từ tận nơi cho bà con. Sau khi bà con nuôi thành phẩm, bà con bán về trại theo định mức của gói hợp đồng mà con đã ký với trại tế Thái Bình. Đó, bà con như thế này. Đó. Còn bà con về thăm trại được thì cũng rất là tốt thôi, tuyệt vời. Đó. Bà con sẽ lấy giống về, sẽ lấy trứng và cũng có bản hợp đồng này. Nhưng để tránh cho bà con cái gì, tiền xe, tiền cộ, thì trại Thái Bình có cơ sở rất là rõ ràng. Rất nhiều bà con đến đây rồi, rất nhiều rồi con nhé. Đó, thì bà con chỉ cần chuyển khoản về, báo cho anh Bình, thì mình sẽ đóng. Đấy như hôm nay này, đó, sẽ đóng và gửi tận nơi cho bà con. Sau khi đó, bà con sẽ bán hàng về cho trại Thế Thanh Bình, theo định mức sản lượng mà bà con ký cho anh Bình. Thế Thanh Bình ở cơ sở này, Đông Minh Tiền Hải Thái Bình, cấp chứng, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký độc bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Đó. Đặc biệt là trại Thế Thanh Bình hướng dẫn bà con, hỗ trợ bà con kỹ thuật một cách trực tiếp. Trực tiếp là sao ạ? Trực tiếp với là gửi các video vào cho bà con nhìn thấy, trông thấy và làm. Và tương tác với bà con thường xuyên. Đó, thường xuyên hai bên còn lại với nhau. Có cái gì cứ điện về, có thì còn điện về, điện trực tiếp bằng hình ảnh Zalo hoặc là điện thoại cũng được. Tốt nhất là có Zalo. Trại Thế Thanh Bình nhìn thấy, trông thấy, thành nhìn thấy cùng với bà con chăn nuôi. Bà con thấy là cái hiệu quả của trại Thế Thanh Bình giúp đỡ bà con thì bà con nhìn cái sản lượng mà nhập về cho trại Thế Thanh Bình thì bà con biết luôn luôn là số lượng lớn, rất nhiều nhé. Đó, đấy những điều đó chứng minh trại Thế Thanh Bình làm việc như thế nào. Thế cho nên là hợp đồng chỉ có bản thứ nhất nhé. Đó, bà con dế là con dế sống, bà con nhớ cho tôi là con dế là con dế sống, nó có sự tăng trưởng và phát triển. Cho nên là không phải có một cái tấm một in 2000 cái giấy rồi một tập bằng này đưa cho bà con, mà có khi cái người đó không phải là người chăn nuôi. Có một cái thùng giấy nghe để đấy, bà con đến làm kênh YouTube rồi làm thuê truyền hình gì VTV nọ VTV kia về 50 triệu bạc với nó quay nó có cái gì đâu đấy. Nhưng mà phải là một cái trạng cho nó thực tế và cho con, và phải là người hướng dẫn bà con trực tiếp đó, trực tiếp nhé bà con nhớ nhé. Chứ tôi không bao giờ tôi viết ra một cái đấy thế này vì con gì nó con cái sống, nó phải quá trình từ một chuyện nhìn thấy, trông thấy và cùng với bà con chăn nuôi. Bây giờ con một tập thế này, tôi in chỉ 1000 bạc một sấp giấy một ngày thôi, đưa bà con. Con giấy ở mỗi nơi một khác nhau cho bà con, ở chỗ này một khác, chỗ kia một khác, không có nào đúng nơi nào cả. Nó tăng trưởng khác, vùng miền kia vùng miền nó khác nhau. Đó, thế thì tại sao thì mình làm như vậy? Vì thế mình muốn bà con phát triển trong ngành nuôi giấy và cùng với trại giấy Thanh Bình phát triển ngành giấy này đi lên. Đó, chứ không phải là in một tập giấy bằng này náo nháo như thế này, nó đưa vứt cho bà con. Mà có khi nó chẳng đúng, mà có khi nó nghe nơi nọ nơi kia nó có vào tờ giấy in 1000 bạc, 1000 bạc một năm sáu tờ giấy bao nhiêu. Đấy, sau đó đưa bà con vậy ra coi vẻ nọ, nhưng mà thực chất không đúng. Bà con nhớ nhé, không đúng. Sự sống không phải là khúc gỗ. Tôi nhắc lại một lần nữa cho bà con hiểu biết vấn đề đó. Đấy, cho nên là cái hợp đồng chỉ có để đi một đoạn thứ nhất và sẽ hướng dẫn nuôi trực tiếp cùng với bà con chăn nuôi. Đó, gửi các video về mặt kỹ thuật làm tại phòng kỹ thuật ở cơ sở 1 này, qua các video và gửi cho bà con qua Zalo, con nhìn thấy trông thấy làm và cứ thế rồi tương tác của trại Thanh Bình, gọi các video Zalo hoặc là điện thoại cũng được, tương tác trại Thanh Bình thì mình sẽ hướng dẫn đầy đủ cho bà con. Và cái kết quả thực tế bà con thấy là cái sản lượng của nhập về trại Thanh Bình rất lớn, và bà con thấy này, hợp đồng thì mình ký liên tục và gửi liên tục các xe đấy, và bà con về lượm được luôn, đó vượt 200-300 cây số, có khi 600 cây số đấy, về với trại Thế Thanh Bình thì bà con thấy rồi, 400 cây số bà con biết rồi đấy. Thôi chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công nhé. Trại Thế Thanh Bình nhắc lại một lần nữa như thế để cho bà con biết được, cũng nhiều bà con điện về trại Thế Thanh Bình hỏi là không về trại thì phải làm sao ra. Thế Thanh Bình nói ở kênh ở trên truyền hình trên internet truyền thông để cho bà con biết là cách thức làm việc của trại Thế Thanh Bình như vậy. Bà con ở nhà không cần đến, đỡ từ tiền xe cũng được, mà đến thì rất là tuyệt vời. Đó, tôi xin kính chào bà con. Hôm nay trại Thế Thanh Bình hợp đồng 8 triệu, tiện thể đây thì mình nói rất rõ cho bà con hiểu biết về cách thức làm việc đối với bà con ở xa không phải thăm trại của trại Thế Thanh Bình được. Đó, bây giờ thì mình đóng hàng nhé, và tôi luôn luôn là người đóng như thế nhé, tôi luôn là đóng đây hợp đồng 8 triệu. Đây bản hợp đồng của con nhé. Đó, để dần đóng trứng ra đây. Đó.
bà con nhận như thế này thì nó đỡ được tiền cước bà con ạ. À. Bà con và chứng thế đóng như thế này không có ảnh hưởng bà con nhé, không có ảnh hưởng gì cả, tuyệt vời, không có ảnh hưởng gì cả. Đó. Đi thoải mái luôn. Đồng 8 triệu của bà con. Đây anh em còn thấy không? Đó. Tôi đóng cứng rất là cẩn thận cho bà con. Để về bà con chân nuôi. Đồng 8 triệu là 40 khay trứng bà con nhé. 10 triệu là 50 khay cộng 5 khay là 55 khay bà con nhé. Đó. Là rõ nhé. Đây và bản hợp đồng đây bà con theo hợp đồng đây nhé, đóng cùng với trứng như thế này để bà con nhận hàng, bà con giữ cái bản hợp đồng và bỏ trứng ra và tiếp lại hướng trại điện trực tiếp tôi hướng dẫn dự án liên kết cho bà con nhé. Đây bà con thấy là sản lượng nhập về chạy đến Thanh Bình bà con thấy chưa, luôn luôn lớn đó. Chạy về chạy đến Thanh Bình là người hướng dẫn trực tiếp cho bà con đó. Tôi không được thuê VTV nọ VTV kia về làm cái gì cả, còn có lại cái tờ giấy là mới gì cả, cái gì thì cũng mặt thực tế và còn lại nhìn thấy trông thấy, nhìn thấy trông thấy bà con nhé. Đó vừa làm bây giờ nó truyền thông chính thức có lung tung lắm bà con, đó nhìn thấy trông thấy. Đây bắt đầu 8 triệu của bà con đây. Shipper sẽ đến lấy và gửi tận nhà cho bà con. Đây là cách thức làm việc của trại Thanh Bình đối với bà con người ta không phải trong trại được. Bà con thấy chưa? Đây, và shipper sẽ đến lấy hàng và gửi tận nhà cho bà con. Sau khi bà con mua thành phẩm, thì bà con sẽ gửi theo xe về cho trại Thanh Bình. Thôi, kính chúc bà con, tất cả bà con trong ngành chăn nuôi dế trên toàn quốc thành công và bội thu nhờ con dế. Trại dế Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình cấp chứng hướng dẫn kỹ thuật nuôi một cách trực tiếp và hợp đồng bao tiêu sản phẩm lâu dài cho bà con. Tôi xin kính chào bà con nhé. Và là bà Shipper sẽ đến lấy hàng.